hỏi có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Ai vậy? Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Mấy đứa là... Dạ tụi con đến đây để thuê phòng ạ. Chỉ 2 giây đầu tiên khi cô Liễu nhìn thấy Văn Quốc, đúng như quy luật đó, một thành kiến không thể thay đổi được, mang tên Nguyễn Văn Quốc. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Còn Quốc, còn cháu của tôi phải không? Tôi chứ còn ai nữa. Tôi chứ còn ai nữa. Chị cô, à, sao vậy cô? Sao lại dám ăn hết cháu của tôi vậy hả? Đâu có, con ăn hồi nào? Rõ ràng là con vừa giận tôi chứ còn ai nữa mà. Cái đó là con đang đọc rap, con đang đọc cái bài hát mới mà. Nè, còn chối nữa hả? Nồi cháo hôm qua cô nấu đến sáng nay cô ăn, vậy mà nó mất tiêu hết trơn rồi. Ăn như vậy mà còn chối gì hả? Không có, con nói thiệt, cái đó là bài hát mới, hát đi em. Ai đánh cắp tim tôi? Tôi chứ còn ai nữa nè. Cô nói vậy nè. Con ăn mà con lên. Con binh nó nữa hả? Có chuyện gì nhỉ? Mà cả nhà mình sao ồn ào quá vậy nè? Tự nhiên ai ăn hết rồi cháu bây giờ cô đổ thừa cho anh Quốc nè. Bồ có ăn không vậy? Ờ vậy thôi á hả? Ờ vậy thôi tôi đi lên lầu trước. Ê hả? Mặt của bồ. Ai con? Nó là người nghiện cháu nè. Thì ra là con hả? Trời ơi, sao con lại ăn hết nồi cháo của cô vậy hả? Con xin lỗi cô, tại vì hồi sáng con đói mà con hết tiền rồi con ăn cháo của cô. Sao lại tùy tiện như vậy? Ít ra thì cũng phải nói cho cô biết chứ. Em còn giả bộ tội nghiệp nữa hả? Em có biết nãy giờ cô tưởng là anh cô nhéo anh đau lắm không? Bây giờ lại anh nhéo lại em. Cô biết như vậy là sai rồi. Cô nhéo nó một cái cho con đỡ tức coi. Cô hứa là cô sẽ nấu lại cái nồi cháo thiệt là ngon thiệt là bự cho cô nha cô Liễu đẹp. Con quỷ này. Thế ghê là cô! Cô! Gì nữa? Sao hồi nãy nghéo con dữ lắm mà dễ dàng quá vậy? Coi như con xui đi. Hãy mổ! Con quỷ này! Đứng lại đi! Mày đứng lại đi! Còn nữa! Còn nữa tô cháo! Tôi lên ăn tiếp đây! Nè mấy đứa! Dạ! Dạ cô! Dạ! Tháng này xài tiền điện nhiều lắm đó nha! Dạ! Sáng đây con ăn sáng với tụi con nè. Thôi khỏi đi. Nè, mấy đứa có nghe có cái mùi gì đó kỳ kỳ á, thùm thùm kỳ lắm. Con đâu nghe thấy mùi gì đâu cô. Có, rõ ràng là có mùi mà. Con đâu thấy mùi gì đâu. Ngửi kỹ hình như có mùi nha. À, hay là mùi của con chó Henrik? Không phải là Henrik, mà là mùi hôi chân. Mùi ở chân hả cô? Phải. Con đâu thấy mùi gì đâu. Con cũng đâu nghe mùi gì đâu cô. Cậu kia, ăn xong làm ơn vô phòng tắm gì một cái. Dạ. Cô nói con hả cô? Chứ còn ai nữa. Tôi để ý, từ hồi mà cậu bước vào cái căn nhà này nè, nhà này có cái mùi gì đó rất là kỳ lạ. Cô ơi, cô hiểu lầm, không phải đâu cô. Con tắm rửa sạch sẽ lắm cô. Đúng rồi đó cô, ảnh tắm rửa sạch sẽ lắm. Nè, nói phải nghe chứ. Ở trong căn nhà này á, làm ơn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Ăn xong, đi vô tắm một cái. Con nói thiệt mà sao cô không tin con vậy? Không phải con hôi đâu cô. Nè, không tin cô hửi chân con coi, đâu phải mụn con. Con nói thiệt mà cô. Mọi người ơi, tôi nói thiệt, có tin tôi đi mà. Mọi người hửi thử miếng đi. Không phải của tôi đâu, tôi nói thiệt. Thôi mà, thì ghê quá à. Không phải cái mùi đó là của tôi. Mọi người, hãy uống miếng đi mà. Bà chủ ơi, tôi là chó nên đánh hơi rất giỏi. Cái mùi hôi đó bốc ra từ người của chú Lê. Chào cô. Trời. Nè, cậu làm cái gì vậy? Dạ, tập xong rồi thả tạ thôi cô. Ủa, mọi người đâu hết rồi?
Sao bữa nay Yên ăn quá vậy? Dạ, chú em thì đi phỏng vấn rồi. Còn bé My thì đi dạo rồi cô. Còn Mai đâu? Hai đứa lúc nào cũng như hình chiếc bóng mà. Bé Mai hả cô? Ê, qua bên kia nói chuyện. Đừng bế đàn chi vậy? Bé Mai về nhà thăm gia đình rồi cô. Còn ở đây mình chi? Sao không kiếm chỗ nào đi giải khuây cho đỡ buồn? Con đang tập tạ. Con có đồng ý cơ thể con như vậy nữa, con phải thay đổi cô à. Nói hay lắm. Để coi tập được bao lâu. À, cô ơi. Hả? Em cáo vô giặt giùm cô. Phòng không chịu ngủ. Ra đây cứ nằm ám đi hoài. Chết rồi. Chết rồi. Ướt cáo rồi. Nè. Cô đang làm gì vậy? Dạ, bị ướt cáo. Nè, sao lại cười áo ở đây? Hả? Dạ. Cô bị ướt cáo. Cô có sao không cô? Đừng gì tại đó. Không, đừng bước lại đây. Không phải, con thấy cô bị chảy máu nè. Đừng cô. Mọi người ơi, anh Quốc về nè. Sao rồi? Bệnh viện về rồi hả? Cái vết thương sao rồi Quốc? Cũng may là không sao á. Ôi, công nhận anh Quốc siêu thiệt luôn á. Ăn nguyên cái thớt vô mặt mà mặt không có bị cái gì hết trơn nè. Hay quá ha. Gặp người khác đó là ngỗng củ tỏi luôn rồi. Nè, cô nói gì vậy? Thôi cô, cô xin lỗi nha. Con lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe ha. Cô ơi. Hả? Chuyện gì? Tại sao cô lại lấy cái thớt tán vô mặt con vậy? Trời ơi, Quốc. Mai ơi. Anh có sao không anh? Đưa vô bệnh viện Mai ơi. Ôi, xe để chở từ bệnh viện về con còn phải không? Hả? Không sao, lần này phải tại cô, đừng lo quá. 1, 2, 3. Vô. Dạ. Du lên đi đâu hả? Liễu ơi, sự con rất là quý cô luôn á Liễu. Cô biết mà. Cô quá đáng với con lắm luôn. Thôi mà, cô đã xin lỗi rồi, bỏ qua cho cô đi mà. À, thôi, cô rót bia cho con nha. Uống rồi xí xoa hết mọi chuyện cho cô đó. Ha. Từ giờ là con sẽ trở thành người cực kỳ tốt. Cô Liễu sẽ là... Cô Liễu vô. Cô biết rồi. Vô. Vô. À, không cần gót thêm, uống ly của con nè. Con với cô phải là một. Uống ly của con rồi cô Liễu. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi Liễu ơi. Uống đi. Rồi em thấy cô đẹp quá cô Liễu. Da cô lúc nào cũng trắng nõn. Dạ.
Anh vừa giữ tỏ tình đấy thì sao nào? Vì hai tháng tình nhà đấy thì sao nào? Cô Liễu, qua cái cuộc nhậu này là con hỏi cô đã hiểu nhau rồi. Phải. Coi như mình xí xóa hết nha cô. Được. Cô Liễu à, cô quý cô lắm, cô Liễu. Định kiến của cô chủ nhà về Văn Quốc như bức tường thành cao dời dợi mà không ai vượt qua được. Mong bà mau hết bệnh. Ai đó? Vào đi. Dạ, con chào cô. À, cậu là... Cô không nhớ ra con là ai hả cô Liễu? Cậu... Quốc. Cậu Quốc. Dạ. Cậu Quốc. Gặp lại con cô vui lắm hả cô Liễu? Cô Liễu, dạo này cô khỏe không? Khỏe. Tôi khỏe lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cũng 20 năm rồi cô Liễu ha. Phải. Chà, da cô vẫn trắng như xưa cô Liễu. Sao? Trời ơi, tay tôi đang đau mà. Trời ơi, làm gì cũng chụp chạc hết đó. Trời ơi. Cô Liễu. Chắc cậu hỏi thăm sức khỏe của tôi xong rồi, cậu đi công việc ha. Đâu khó đâu cô. Hôm nay con rảnh, con tính ở đây thăm cô cả ngày luôn á. Cho con hỏi thăm chút công chuyện được không? Dạo này cô có liên lạc với lại Julian với lại con bé Diễm My không? Không. Lâu lắm rồi tôi không liên lạc với tụi nhỏ đó, tôi không biết gì hết á. Ôi trời ơi, cái lưng của tôi. Ôi, tôi đau lưng quá. Cậu muốn làm gì thì làm. Sao vậy tôi cô? Tôi phải nằm nghỉ ngơi một chút nha. Mới nói chuyện xíu mà mệt rồi hả cô? Mệt lắm. Vậy thôi cô nghỉ đi. Nè, cậu làm gì vậy? Dạ. Cậu làm gì vậy? Dạ hôm nay con rảnh, con tính nằm đây đợi khi nào cô khỏe dậy nói chuyện tiếp. Cái vườn này á, sáng nay có một bệnh nhân vừa chết do bệnh truyền nhiễm đó. Cô nói cái gì? Thiệt hả? Thiệt. Không sao đâu, sức đề kháng con tốt lắm. Ủa, cái gì mà cô giấu vậy cô Liễu? Hay tặng quà cho cô hả? Đâu cho con mượn coi. Trời ơi, cái kẹp này đẹp ghê ra cô. Trời. Chắc là mắc lắm á cô Liễu ha. Đồ của cô có đụng vào. Trời ơi. Cô lại có bộ nhí nữa chứ gì. Trời ơi. Bậy nó bạ không à. Cái tính cô hoài không bỏ nha. Thôi cô nằm nghỉ đi, con đợi cô ha. Cô Liễu ơi, ồn vậy sao con nghĩ cô Liễu? Dạ. Cơ mất, tôi mất một cái kẹp bằng đá quý. Tôi biết người lấy là ai rồi. Hắn ta chỉ là người quen của tôi. Tên hắn là Nguyễn Văn Quốc.
Thành kiến của cô chủ nhà về Văn Quốc ngay từ lần gặp đầu tiên cho đến lúc chết đúng là không thể thay đổi được. Làm ơn mau mau đi bắt hắn giùm tôi. Thành kiến của cô Liễu về Văn Quốc hay lấy trộm đồ của người khác là một ổ bệnh, thường không tắm rửa, là kẻ bạo lực, là kẻ lười biếng, là kẻ hèn nhát, là kẻ dê sòm, là kẻ bất lịch sự, là kẻ không có tương lai.